Chuyến bay của đội tuyển Anh xuất phát tại Đức để tham dự Euro 2024 sẽ khởi hành vào ngày 10 tháng 6 theo giờ địa phương. Nhưng có lẽ trên chuyến bay ấy, ngoài quyết tâm để đưa chiếc cúp về với xứ sở sương mù, thì còn đó rất nhiều nỗi lo chưa được giải quyết. Điều đó là bởi trong trận giao hữu cuối cùng trước khi Euro 2024 khởi tranh, đội hình tỷ bảng của tuyển Anh đã không có được màn trình diễn tốt trước một đối thủ được đánh giá yếu hơn rất nhiều, thậm chí không có mặt tại giải đấu năm nay là Iceland. Gareth Southgate thực hiện tới 8 sự thay đổi trong đội hình xuất phát mà ông đã sử dụng trong trận gặp Bosnia hồi đầu tuần so với trận đấu đêm qua. Ba cầu thủ vẫn giữ suất đá chính là Cole Palmer, Maguire và Kieran Trippier. Dù có nhiều thay đổi về nhân sự nhưng cách vận hành của tam sư trong tay của Southgate dường như vẫn không thay đổi. Ông sử dụng bộ khung 4-2-3-1 với thủ thành Ramsdale trong khung gỗ. Bộ tứ vệ bao gồm Kyle Walker, Joe Stone, Maguire, Kieran Trippier. Rye và Mainoo là cặp double pivot hỗ trợ cho Foden chơi cao hơn. Gordon, Palmer, Kane là bộ ba trên hàng công. Với việc Harry Maguire vắng mặt, hôm nay đánh dấu lần thứ hai John Stone và Maguire đã chính cùng nhau ở vị trí cặp trung vệ của tuyển Anh. Đây cũng là bộ đôi mà người hâm mộ hy vọng sẽ xuất hiện thường xuyên tại Đức sắp tới. Bên cạnh đó, Anthony Gordon và Kieran Trippier đều có mặt trong đội hình xuất phát hôm nay. Đây là lần đầu tiên có hai cầu thủ Newcastle đá chính cho đội tuyển Anh kể từ tháng 8 năm 2007 khi Michael Owen và Alan Smith đá chính trong trận gặp Đức. Bước vào trận đấu với lợi thế sân nhà của một đội hình tỷ bảng vượt trội hơn hẳn so với đối thủ, dễ hiểu khi tuyển Anh là những người chiếm ưu thế. Trong khoảng 10 phút đầu, Iceland chơi lùi sâu trong sơ đồ 4-4-2, họ hầu như không sở hữu được bóng và rất cố gắng để lấy được nó từ chân cầu thủ tuyển Anh. Tuy nhiên, những cầu thủ Iceland làm việc rất chăm chỉ để hạn chế các đường truyền và lối chơi xây dựng từ ban đầu của đội chủ nhà. Nhưng trong một thế trận tưởng chừng như là khó khăn với đội khách như vậy, thì họ bất ngờ lại là đội vượt lên dẫn trước do công của Thorstensen. Đón một pha ra chân rất tốt của cầu thủ mang áo số 9 bên phía đội khách, song đã có những vấn đề xuất hiện ở hàng thủ của tam sư. Toàn bộ lớp pressing của tuyển Anh đều uể oải một cách kỳ lạ. Kyle Walker và Cole Palmer không thoát xuống đủ nhanh và mạnh bên cánh phải và tạo cơ hội Iceland đã mở tỷ số. Hàng tiền vệ cũng không can thiệp hỗ trợ kịp thời. Ramsdale đương nhiên sẽ không hài lòng về việc để thủng lưới với một cú sút dội xà ngang như vậy. Nên nhớ rằng đây là lần đầu tiên tuyển Anh bị dẫn trước 1-0 trong 3 trận đấu liên tiếp ở Wembley kể từ tháng 11 năm 1954, sau khi họ đều để thua trước cả đội tuyển Bỉ và Brazil vào loạt trận hồi tháng 3. Gareth Southgate biết rằng cần có một sự thay đổi tích cực hơn ở trên sân, nhưng còn quá sớm để có thể thực hiện việc thay đổi nhân sự. Ông đành dựa vào những ngôi sao đang có, cả Gordon, Cole Palmer và Harry Kane đều đã có được những cơ hội nguy hiểm cho mình trong thời gian sau đó, nhưng không cái tên nào có thể tận dụng thành công. Hàng phòng ngự của Iceland được xây dựng cực kỳ chắc chắn sau khi họ đã có được bàn thắng dẫn trước, với hàng hậu vệ có thể lên tới 6 cầu thủ khi những pha chạy cánh của tuyển Anh được đẩy lên phía trước. Mỗi khi Foden hay Cole Palmer thể hiện kỹ năng đi bóng tuyệt vời để vượt qua một hậu vệ của Iceland, ngay sau đó có thể sẽ lại có một cái bóng áo xanh khác xuất hiện trước mặt họ. Rõ ràng tam sư chiếm ưu thế trong việc kiểm soát bóng, nhưng họ phải vật lộn để tạo ra cơ hội. Tuyển Anh sẽ phải đối mặt với rất nhiều hàng phòng ngự số đông kiểu như thế này tại Euro 2024. Vì vậy họ sẽ cần có khả năng mở khóa những đối thủ chơi thấp và đầy khó chịu. Không chỉ bế tắc trong khâu ghi bàn, các thủ đội chủ nhà còn gặp khó trong việc pressing đối phương. Sơ đồ 4-3-3 của Iceland hoạt động một cách khá đơn giản, nhưng đội tuyển Anh lại khá mông lung về việc ai cần di chuyển từ hàng phòng ngự hoặc hàng tiền vệ lên để bọc lót và áp sát vị trí các số 8 của đối phương. Họ thực sự thiếu khả năng chơi bóng cường độ cao, ngoại trừ một lần Rye ép thủ môn mắc lỗi và Palmer suýt ghi bàn. Đó là một phần bị đánh giá thấp ở các trận đấu của tuyển Anh trong những tháng gần đây, nhưng điều đó đã không được cải thiện cho đến nay. Một chiến thuật khác không phù hợp đã xuất hiện trong lúc tuyển Anh cần bàn thắng, nhất là việc Harry Kane đã lùi sâu quá nhiều. Ở vị trí đó, anh có thể tung ra một số đường chéo sân cho các đồng đội, nhưng nếu xuất hiện trong vòng cấm thường xuyên hơn thì Harry Kane mới thật sự gây ra nhiều khó khăn hơn cho hàng thủ của đội bạn. Mặc dù đã bỏ lỡ pha bóng ngon ăn ở phút thứ 30, nhưng nó cho thấy việc Kane có mặt trong vòng cấm đáng lẽ nên được ưu tiên nhiều hơn khi mà tuyển Anh đang cần bàn thắng và nắm thế chủ động trong việc kiểm soát. Ở những phút cuối hiệp 1, đội khách tạo ra cơ hội hiếm hoi cho Charles Staten có được cú sút trong vòng cấm. Đó cũng là lời nhắc nhở cho những chàng trai của Southgate rằng hãy nhanh chóng tỉnh dậy đi. Một vài tiếng la ó từ người hâm mộ Anh đã xuất hiện trong giờ nghỉ giải lao, và đó là một hiệp đấu thật sự gây thất vọng của những ứng cử viên vô địch trên đất Đức hè này. Dù tam sư kiểm soát bóng và tung ra nhiều pha dứt điểm hơn, nhưng nếu xét về tính hiệu quả, họ cũng chỉ có cùng số cú sút trúng đích với đội khách là 1 và thậm chí còn để bị dẫn trước tới 1 bàn.
Ngay đầu hiệp 2, Kosa đã được tung vào sân để thay cho Joe Stone. Cầu thủ đã bị đau nhưng vẫn cố gắng thi đấu hết 45 phút. Sau đó những cái tên khác như Saka, Gomez, Ivan Toney, Alexander Arnold cũng được Southgate sử dụng. Trong số đó, Alexander Arnold đã thật sự trở nên nổi bật với khả năng sáng tạo tuyệt vời của anh. Khi được giải phóng khỏi nhiệm vụ phòng ngự, cầu thủ của Liverpool thật sự trở nên nguy hiểm. Pha bóng đáng chú ý đầu tiên của Alexander Arnold từ khi vào sân là một quả tạt bóng vào phía sau hàng thủ đội bạn cho Ivan Toney để mang về một quả phạt góc. Tiếp đó anh lại có đường truyền tầm thấp cho trung phong của Brentford, nhưng đáng tiếc vẫn chưa có bàn thắng cho tuyển Anh. Hàng thủ tuyển Anh còn cho thấy sự mỏng manh không đáng có. Phút 71, Guehi ngã xuống sân đau đớn vì bị bóng sút trúng mặt. Phía ngoài sân khá khó hiểu khi Southgate quyết định cho Quan Sa, người bị loại khỏi Euro 2024 lần này khởi động thay vì coi đây là cơ hội để thử nghiệm những cái tên khác. Nhưng thật may cho đội tuyển Anh khi Guehi có thể chơi tiếp. Họ đã mất John Stones vì anh gặp vấn đề về mắt cá chân trước đó trong trận đấu này. Nếu mất một hậu vệ quan trọng khác sẽ là điều mà chẳng cổ viên xứ sở sương mù nào mong muốn. Trên hàng công vẫn không có gì quá khởi sắc so với 45 phút của hiệp 1. Saka, Eze đã làm khó được hàng thủ đội bạn, nhưng kết quả vẫn chỉ là con số 0. Sự thất vọng xuất hiện một cách rõ ràng trên sân và cả các khán đài. Kể từ khoảng sau phút 80, số người hâm mộ Anh đã bắt đầu rời khỏi Wembley. Họ muốn tránh tình trạng ùn tắc sau trận đấu, nhưng có lẽ cũng là để tránh nhìn thấy sự kết thúc của một trận đấu tồi tệ. Trong những phút cuối trận, Alexander Arnold lại một lần nữa là điểm nhấn khi anh có cú dứt điểm đi chệch cột dọc và suýt nữa bay vào trong góc xa khung thành. Nhưng đó giống như tất cả những gì tuyển Anh có ngày hôm nay, những cơ hội vẫn chỉ là cơ hội mà thôi. Những tiếng la ó vang lên xung quanh Wembley khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. Đây rõ ràng không phải kết quả và màn trình diễn mà Gareth Southgate và người hâm mộ tuyển Anh mong muốn trước thềm Euro 2024. Tuyển Anh gặp không quá nhiều vấn đề về trận đấu dạng sáng này, nhưng tóm lại, về mặt phòng ngự, họ đã bị bắt bài quá thường xuyên và trong khi họ đã có một vài cơ hội tuyệt vời mà lẽ ra nên được tận dụng tốt trong mỗi hiệp thì các chân sút áo trắng lại bỏ lỡ nó. Tuyển Anh sở hữu những ngôi sao tấn công xuất sắc như Phil Foden, Jude Bellingham, Harry Kane và Bukayo Saka. Bên cạnh đó còn là Cole Palmer, Anthony Gordon, Eric Tiege sẵn sàng tạo nên sự bất ngờ cho đối thủ. Tấn công có thể là phương thức phòng ngự tốt nhất của họ, nhưng nếu các chân sút phía trên tỏ ra thiếu hiệu quả, những điểm yếu của hàng thủ của tuyển Anh khi đó sẽ bị lộ ra như trong trận đấu này. Nhà báo Rob Turner của tờ The Atlantic nhận định rằng, để trở thành nhà vô địch của giải đấu, bạn cần một nền tảng phía dưới vững chắc, như lịch sử đã nhiều lần chỉ ra, hãy thử hỏi người Ý xem. Đáng lo ngại hơn, đây là một màn trình diễn thật sự quá rời rạc tới từ các tuyến và tam sử, chỉ còn khoảng một tuần để khiến mọi thứ đi đúng quỹ đạo. Với sự biến động của việc công bố đội hình ngày hôm qua, chấn thương và màn trình diễn trong hai trận đấu giao hữu gần nhất, đội tuyển Anh hướng đến Đức với những vấn đề to lớn cần Southgate giải quyết một cách nhanh chóng.